cho các bạn. Hôm nay mình sẽ làm cái món là ốc bu trộn cỏi sòi nha các bạn. Thì nguyên liệu mình gồm có ha, cái này là như đây là 1 kg ốc bu ha, với mình có một trái sòi nè, này xả. Thì bây giờ là mình sẽ đem ốc bu mình đem mình hấp trước nha, hấp xả trước, rồi trong thời gian hấp ốc bu thì mình sẽ làm sòi nè, với lại mình làm 3 cái nước sốt đó, đặng mình trộn gỏi ha. Rồi bây giờ là mình sẽ đi hấp ốc bu nè các bạn. Bây giờ là mình bắt cái nồi nước lên ha, và bây giờ là mình sẽ cho xả mình lót ở dưới đây nha. Rồi bây giờ là mình sẽ để cái phần dĩ hấp vô đây ha. Nè các bạn, nhìn thấy ốc bu mình mua nè, nó cũng tương đối cũng bự ha. Ốc bu này mình mua ở ngoài chợ là chỉ có 40.000 một ký thôi các bạn. Bây giờ là mình đổ hết vô trong cái phần này nè, mình hấp nha. Rồi bây giờ là mình hấp cũng khoảng nửa tiếng đó các bạn, tại vì mình hấp chứ không phải là mình luộc nha. Mình luộc thì nó sẽ mau chín hơn, còn mình hấp thì nó lâu chín hơn, cho nên là mình để khoảng nửa tiếng á. Rồi bây giờ là mình sẽ tiếp theo là mình làm bằm ớt nha. Ớt mình làm nửa trái thôi các bạn, tại vì ở nhà mình con nít không à, cho nên mình không có dám làm ớt nhiều ha. Cái này đúng ra làm ớt nhiều nó mới ngon, mà tại vì ở nhà con nít không à, nó ăn ớt nó ăn cay quá không nổi, cho nên mình làm nửa trái thôi. Cà chua với lại chanh á mình cũng đã sắc sẵn rồi, bây giờ ớt mình bằm ra. Ớt nó nồng ghê các bạn. Bây giờ mình gọt cho cái trái sòi cho nó hết vỏ, cái mình sẽ lấy cái bằng bào thần thánh này nè, mình sẽ bào sợi lại nha các bạn. Rồi bây giờ là mình sẽ lấy cái bằng bào này, mình sẽ quay đầu lại rồi mình sẽ bào sợi nha các bạn. Nẻ mình bầm cũng được nữa các bạn. Mình bầm thì cái cọng nó không có đều ha. Mình bào như vậy à thì nó sẽ đều hơn. Nè các bạn thấy không? Nó cũng đều với nhau ha. Và bây giờ là mình bào cho đến hết cái phần cái sòi này luôn. Nó chua lắm luôn đó các bạn. Sòi á mình phải lựa trái chua nha, chua mình làm gỏi nó mới ngon. Nè các bạn, bây giờ sòi á mình đã bào sợi nó xong rồi ha. Rồi bây giờ là mình sẽ làm cái nước sốt nha. Đây mình cho ớt, cái này là ớt bột nha các bạn, cho ớt luôn. Nè, cái phần cà chua với ớt mà nãy mình bầm á, cho vô đây nữa, cho vô đây luôn. Đây là dạng như là mình là kiểu Thái á, chanh bây giờ mình dắt vô luôn, cho cái vỏ chanh vô luôn ha. Chanh đó là mình dùng 2 trái nha. Còn cái này là nước mắm ha. Còn cái này đường với một ít muối mình có để chung á. Bây giờ mình trộn vô. Đường hồi nãy là mình cũng để 5 muỗng á các bạn, 5 muỗng canh á. Thấy ớt không? Các bạn thấy ớt nhiều không? Bây giờ là mình quậy
cho nó phần đường cho nó tan ha. Rồi xong rồi cái mình để sòi vô, mình trộn vô trong cái sòi á. Rồi bây giờ cái phần đường nó tan tan như vậy được rồi ha. Bây giờ mình sẽ cho vô trong cái phần sòi này luôn. Mình sẽ chọn có phần sòi lên ha. Học hồi cái mình nếm, nếu mà nó chưa có ngọt á, mình làm cũng dạng như chua chua ngọt ngọt á. Rồi một hồi á, mình sẽ cắt một ít rau thơm á các bạn, mình cắt vô trong cái phần gỏi này, mình dặn mình trang trí cho nó đẹp ha. Rồi giờ mình cắt cái phần rau thơm như vậy nè, trang trí vô. Thường thường cái món gỏi thì nó không thể nào mà thiếu cái rau thơm ha. Rồi, giờ là mình chọn lên luôn. Rồi bây giờ là mình cũng nếm thử, thử coi nó vừa ăn chưa. Nếu mà chưa có vừa ăn á, thì mình sẽ thêm một ít gia vị nữa ha. Đường hoặc là nước mắm đó nha các bạn. Độ chua thì chắc là nó có rồi đó, tại vì sòi á nó đã chua rồi. Rồi bây giờ là mình sẽ lấy ốc bu ra, rồi mình sẽ trộn vô đây luôn nha. Giờ ốc bu á đã chín ha, giờ mình lấy nó ra. Lấy ra hết xong rồi mình để cho nó nguội tí xíu á, cái mình sẽ lấy nó ra, rồi mình trộn ốc bu vô. Giờ ốc đã nguội ha, giờ là mình sẽ lấy ốc ra, còn nóng ra, mình lấy rồi nè, còn cái phần ốc mình trang trí nha các bạn. Thấy ốc của mình luộc á thấy cũng rất là dễ ha. Dạ, nóng quá. Đã cầm một con mình thấy nó nguội rồi, ai giờ nó còn nóng. Bây giờ mình sẽ làm phần lễ cho đến hết ốc luôn nha. Bây giờ ốc á, mình đã lễ mình để vô trong sòi hết rồi ha. Bây giờ là mình trộn lên. Sòi á, mình bào á, thì nó sẽ bị ra nước nha. Nhưng mà cái nước nó cũng ngon lắm. Trộn luôn. Rồi bây giờ là mình sẽ cắt ra cái phần cái sẩn nha, mình cũng có trang trí cái dĩa ốc nè các bạn. Đó, bây giờ là mình để cái phần gỏi á vô chính giữa nha. Cho cái phần nước vô đây luôn nha. Một ít thôi. Tại vì cái này có phần nước mà nó ra nhiều quá. Các bạn thấy ăn ốc quá trời luôn. Sòi thì ít ha. Cái màu xanh, màu đỏ, màu vàng, rất là
Rồi bây giờ là mình đã trang trí nè các bạn. Các bạn nhìn cái phần dĩa của ốc với lại gỏi xoài á, trang trí đẹp không ha? Rồi bây giờ là mình sẽ cho mấy đứa nhỏ nó ăn. Rồi. Ăn thử cái phần ốc trước đi, coi nó có thấm vô không. Ốc nó cũng thấm lắm á. Bỏ nhiều ớt quá bầy. Này phải có ớt mới ngon, mẹ để ít ớt à. À mình cũng ăn thử một miếng xoài ha. Nói với con về nhiều lắm đó hả? Thôi ăn cái miếng chanh là chắc chua dữ lắm. Dữ lắm. Thôi nó thấm. Nhưng mà độ giòn nó có nha. Nó là bây giờ hiện tại là nó là chua chua ngọt ngọt đó các bạn. Ăn rất là vừa ăn luôn. Cay phải không? Cay quá. Cái này á, ớt nhiều lắm các bạn ơi. Hồi nãy á, mình cho cái phần có nửa trái ớt sừng trâu à. Mình cho thêm ớt bột nữa. Cho nên là nó cay á. Giờ á, cái món này là ốc bu á trộn gỏi xoài ha. Bây giờ là mình ăn thử một ít mình gõ một ít xoài á qua bên đây với lại một con ốc nè, mình kẹp vô mình ăn chung thử, ăn thử coi nó ngon hay không nha. Ôi nghĩa thấy ớt nhiều quá. Cay quá, cay quá, ăn thấm vô nó cay quá các bạn ơi. Quá. Mình ăn riêng á, mình có thể không cay bằng như là mình trộn chung, trộn chung mình ăn nha. Bây giờ nó cay, cay mà mình chảy nước mắt luôn á các bạn. Con chảy hết mồ hôi rồi. Xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình ha. Nếu thích thì like, chia sẻ cho các bạn nhiều người cùng xem nhé. Xin chào các bạn.